Còng tớn nhìn
này thì sáng là thấy nhiệt độ lên hơi cao, ra đây gặp ông thợ luôn để check kiểm tra xem là dầu mỡ nhớt nhát trong có còn đầy đủ không. Quan điểm là yêu xe như con, yêu dầu như máu. Kiểm tra dầu mỡ thường xuyên, thiếu cái nào phải bổ sung ngay. Anh Lương luôn đang vào để kiểm tra cái hệ thống gầm số. Quan điểm bảo anh kiểm tra xem là nó có bị rò gầm ở đâu không. Lâu rồi không kiểm tra, không biết là nó có còn nhiều nhớt nhát thì thêm vào sợ nó khô. Đợi lâu quá, xuống dưới kia nhỏ quá. À, nhẹ nhẹ thôi, chắc nó cũng cắn rồi. Thank you.
cuối ngày là công trình phát sinh thêm một miếng xi măng.